cười ẻ 25 khoảnh khắc hài hước và ngớ ngẩn của người Việt Nam được camera ghi lại. Các bạn thân mến, độ hài hước của người Việt Nam sẽ được thể hiện ngay trong video này nha. Anh em nhanh chóng cùng vào xem những tình huống khó đỡ, những khoảnh khắc trớ trêu nhất của người Việt hay có những trận cười sảng khoái nào. Vào biển thôi. Thứ nhất, hú hồn. Tại cửa hàng nọ, công an bất ngờ đến kiểm tra, em gái vội vàng ra đón tiếp và... Rồi quả này vừa thốn vừa quê. Thôi, mấy anh hà cho đấy, xém tí nữa là mất cái biển rồi. Thứ hai, học sinh. Ơ kìa, rõ ràng là thầy cô lên múa mà học sinh ở dưới nhảy còn sung hơn vậy trời. Đem tém lại đi nào, chảy quá trời cháy. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Thứ ba, cười. Thanh niên đâm sầm vào cái cửa kính, ông bạn cười như được mùa, cái tự nhiên cũng lao theo. Trời ơi, cười người hôm trước, hôm sau người cười là đây chứ đâu. Thứ tư, sửa chữa. Khi phụ nữ sửa chữa đồ đạc các thứ, họ làm như bẻ khớp vậy đó trời. Đứng im. Rồi hít sâu vô. Rồi thở ra. Thứ năm, bãi rác. Thanh niên vừa mới ra ngoài đường đã dẫm ngay phải đống rác và... Ta nói chứ, một pha tự hủy đi vào lòng cống. Chắc ra đường mà quên con ngài rồi. Cuộc đời! Con mẹ cuộc đời! Thứ sáu, kết hôn. Sương gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ là đây. Quá trời quá đất nha, chú còn cô con gái nào không? Cho xin tin tư. 86, và thêm một cái đồng hồ Rolex dành cho chú để. Wow. Ba có cho con là 30 tiền vàng. Và món quà thứ ba nữa là ba có cho con á, là 30 nền đất để trị giá trên thành tỉnh Bình Phước. Đây ba với mẹ đã quỹ ký tặng qua cho con. Nice. Thứ bảy, con heo. Đi countdown mà toàn mang heo đi thế này. Thịt luôn cho khỏi trắng cái màn hình. Con heo dễ thương mà ác quá nha ba. Thứ tám, hát. Người chứ hệ hát bao tải kiểu sời cho vặt dễ như cháo. Nhưng mà cũng cô te nha. Thứ 9, bạn bè. Hình ảnh tôi và đứa bạn khi về già kiểu tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng ô trời cứu tôi. Racing trung niên có khác nha. Thứ 10, hòa cưới. Ai sẽ là người may mắn tiếp theo? Tôi hả? Sợ quá trời tôi. Đang tuổi ăn tuổi chơi, ai rảnh đi lấy chồng trời. Mười một, mệt mỏi. Nhà bị ngập nhưng vẫn có khách để chiêu. Tôi đang lạc trôi ngay giữa nhà, chơi vơi muốn trầm cảm luôn. Mười hai, lừa. Chị gái đi cho lợn ăn, cái thấy con lợn nằm không nhúc nhích. Ủa, chết rồi hả? Hú hồn, tưởng lỗ vốn luôn đó ba. Mười ba, bảo thủ.
khi các báo thủ muốn thể hiện kiểu lẽ đau một mà quê đau tới 10 lần, cười vô mặt liền. Ôi trời ơi, thông minh lắm. 14. Sinh nhật. Được đứa bạn thân tốt bụng đãi cho bữa sinh nhật mà hoang mang ghê gớm. Quả nhiên là bạn tốt, ăn sinh nhật xong thì về với miệng cực lạc. Catwalk. Học sinh Việt Nam sáng tạo như thế nào? Vâng, trình diễn trang phục tái chế siêu cuốn hút và cực kỳ sáng tạo luôn nha. Bảo vệ. Chú bảo vệ ở Việt Nam cứ phải gọi là chất chơi người dơi khỏi phải bàn. Có mất xe thì tôi đền, yên tâm, nhảy nốt bài cái đã. Mười bảy. Cái kính. Ủa, cái kính đâu rồi? Ai cầm trả cho bà đi kìa. Cái kính cầm nghe chứ cầm cái kìa má. Lại còn đổ cho em trai. Mất kính. Tao lấy mày. Quay cái rồi. Mọi thanh niên mất kính. Điên à. Ôi trời ơi. Nhanh cho nó mà đi tìm kính. 18. Gái dẻ. Cô gái giả vờ rơi cái dép. Ôi trời ơi. Bạn lấy hộ. Ngại dễ sợ. Nice. 뭐? 이것 그냥. Cơ mà diễn thì chơi nhưng mà té là lại thiệt ngang. Hơi quê nha ba. 19. Văn nghệ. Với ngày 20 tháng 10 của một trường đó, nó lại ở một cái tầm đỉnh cao khiến cho bất cứ ai cũng phải cười khùng cười điên. Trời ơi, trớt. Ảo thật đấy. 20. TikToker. Tuổi trẻ tài cao kiểu đó, thấy con bé còn hơn hẳn mấy TikToker khác luôn đấy. Đỉnh thực sự. Hai mươi mốt. Khai giảng. Lễ khai giảng bất ổn ở một trường mầm non nọ kiểu cô nhảy không ra hơi, còn các em đứng khen cô nhảy đẹp quá à. Hai mươi ba. Bắp xào. Bắp lột đây, bắp xào đây. Anh ơi, cho em hộp bắp xào. Ok em. Ủa, bắp này lạ quá nha. Lộ hết bài rồi anh trai. 24. Dân bay. Khi bạn là dân bay lắc, nhưng mà nghề tay trái lại là tài xế. Mưa ngập nhưng vẫn phóng như điên. Hai mươi lăm. Ngại. Chỉ cần mình không ngại thì người ngại không phải là mình. Tự nhiên được nghe hát miễn phí trên đường, gọi công an tới bắt chưa? Cái tội làm mất trật tự nơi công cộng. Vâng, hy vọng video này sẽ giúp các bạn sẽ có một ngày xả stress sảng khoái nha. Nếu như anh em thấy hay thì nhớ like và subscribe cái nhé nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.